Rồi bây giờ với tới website này mình sẽ xem lại website này ha. Website này thì lít vô phần tẩy nước tẩy trang nè. Ok đúng không? Rồi lít vô phần tẩy trang da dầu đây. Này ok nè, tẩy tẩy tế bào chết. Nó báo ở nè, không tìm thấy nè. Nó lít vô mấy danh mục sản phẩm nó sẽ báo lỗi không tìm thấy nè. Nước tẩy trang nè. Nó không báo lỗi rồi, nó đang bao bị lỗi cái đường dẫn sản phẩm rồi, lít vô mấy cái này nó không có, không được sửa rửa mặt đó. Ra nó ra không đúng, nó ra sửa rửa mặt mới đúng chứ không có ra là nó ra bị nó bị sai, cho nên mình sửa như thế nào đây. Ê, thì ở đây mình sẽ vô chỗ nguyên trị website cài đặt miễn tỉnh. Xuống đây mấy cái danh mục này bỏ nè. Bỏ luôn. Bỏ này đi. Và lưu lại. Rồi xong một cái website lên. Đó, thì nó ra là đúng rửa mặt dạng gel, nó ra nè sữa rửa mặt thì nó ra đúng sữa rửa mặt nè. Ai lít vô báo lỗi không thì thấy nó phao rồi, sửa bằng cách này nha. Đối với cái sụt này nha, còn cái sụt một red khác thì mình sửa khác nha, mình kiểm tra lại cái sụt này thì là mình sửa vậy. Tẩy trang da dầu, tẩy trang nước. Ok là đúng ha, lít vô đúng luôn, đúng đến danh mục sản phẩm thì hiện ra lít sản phẩm bên đây đó, khuyến mãi gốc đó, là mình xong ra mà sửa cái phần chỗ đó nha, nhớ nha. Sửa chỗ đó rồi, cơ sở chuyên mục mấy này bỏ đi nè. Rồi rồi đó là sửa cái phần đó. Rồi tiếp theo, tiếp theo thì tôi làm sẽ video khác, video này kết thúc đây. Video này là tôi sẽ tạm thời để sửa URL thôi, không có làm gì nhiều hết.